bò đại diện cho người mẹ và được xem là linh vật. Ở Ấn Độ thì người ta chạy giao thông vô cùng náo loạn nhưng mà không dám bóp còi khi mà có bò ở phía trước. Mọi người luôn luôn tìm mọi cách né những cái đàn bò đang đi lang thang giữa đường như vậy, vì đây là loài vật được tôn thờ và tôn kính tại Ấn Độ. Trên tay của mình là một cái loại bột sắn của người Ấn, và đây là cái thực phẩm ăn của họ hàng ngày. Và có một cái điều như thế này mọi người, mọi người có thể thấy là ở phía trong người ta rất sẵn sàng và bình thường với cái việc là ruồi bu lên thực phẩm. Tuy nhiên thì đối với người Ấn thì cái chuyện này hoàn toàn bình thường. Mặc dù giống như ngày hôm qua mình đã thưởng thức một cái món ăn đường phố và mình thấy là một vài con ruồi đậu thôi, nhưng mà sau đó thì cái bụng mình cũng đã không quen rồi. Nhưng mà ở Ấn Độ thì mọi người phải chấp nhận cái chuyện là cái vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đạt một cái chuẩn nào đó mà đối với mình là một sự sợ hãi, nhưng đối với người Ấn đó là một điều rất là bình thường. Và đây là thực phẩm của họ, họ đóng vô một bịch như thế này họ tặng mình. Còn đây là cái mà họ trưng bày nè. Thay vì ở các hàng quán khác thì những cái thứ mà ruồi bu như vậy họ tìm một cách để xua đuổi, chẳng hạn như mắm này nọ thì họ hạn chế việc là ruồi bu kiến nhặng, nhưng mà đối với ở Ấn Độ thì chuyện này là một điều rất bình thường. Độ thì những cái điều đặc sắc ở đây đó là xã hội được phân chia phân tầng vô cùng rõ nét. Đối với những người mà thuộc tầng lớp thấp thì họ phải làm những công việc thấp kém. Trong video sắp tới thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về một vị tài xế mà đồng hành với mình, không được ăn cơm chung nè, không được ngủ chung nè, rồi không được bước vào khu vực trong khách sạn. Còn đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái món ẩm thực đường phố ở Ấn Độ. Ngày hôm qua thì mình có thưởng thức cái món này và mình bị tào tháo được cả ngày rồi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tình cờ đi ngang qua chia sẻ với mọi người những cái món ăn như thế này. Ở Ấn Độ thì những cái món ăn đường phố họ chế biến một cách vô cùng đơn giản, chỉ là một vài cái hạt được sơ chế rồi họ đánh lên, họ trộn lên như thế này thôi. Món này thì khoảng 20 rupee, khoảng 6.000 đồng tiền Việt Nam. Đây, dưa leo nè, hành tím nè, cà chua nè, rồi họ sắc nhuyễn ra và họ trộn lại với muối. Namaste. Rồi bên này cũng vậy, bên này là những cái món của người Ấn này. Ấn Độ thì thực sự thì không có nhiều món lắm nha cô bác chị, chỉ một vài món đơn giản như vậy thôi. Đây bột curry nè, họ sẽ trộn lại, nhúng nước sốt và bán cho khách. Đây họ bóp ra như vậy, xong họ trộn, nhúng, bán cho khách. Đây có bác anh chị, rất là đơn giản ha, tay họ vẫn còn ẩm ướt nước luôn á. Đó, cứ mỗi lần ăn như vậy thì họ sẽ bóp ra. Đây là món ăn truyền thống của Ấn Độ và họ sẽ dùng một cái bánh chiên lên và sau đó thì họ bóp với bột curry và nhúng với nước sốt. Trên tay của họ thì luôn luôn ẩm ướt như vậy. Làm rất là nhanh nha, bánh rớt ra ngoài luôn rồi. Mọi người ăn thì sẽ hấp nước như vậy, rồi nước chảy khắp miệng luôn rồi. Còn đây là người ta bán những cái vòng tay. Đối với người Ấn thì người ta rất là thích đeo những cái đồ sặc sỡ, đặc biệt là phụ nữ. Và đây là một cái quầy bán những cái đồ trang sức mà bằng vàng giả nha. Mỗi cái cùm như vậy thì giá khoảng 4 rupee, tương đương khoảng 20 ngàn đồng tiền Việt Nam. Đây là đường phố ở Ấn Độ, mọi người sẽ nghe cái tiếng còi xe gần như là muốn ngập trời luôn rồi. Ở Ấn thì gần như là kẹt xe xảy ra thường xuyên, còi xe thì bóp liên hồi hơn cả Việt Nam luôn. Đường phố thì có vẻ là hơi bụi ha. Còn đây là một cái quán trà sữa, người ta rất thích uống trà sữa và những cái ly đất nung như thế này á, được nung bằng phân bò nung lên. Đây, đây là quầy trà sữa nè, người ta đang nấu trà sữa bán cho khách. Tea, yes please.
trà nấu lên. Và ai uống thì sẽ dùng cái cốc này. Cốc này thì được cốc này thì được bay mùi phân bò lắm. Họ nung lên bằng cái phân bò cho nên là bay mùi lắm. Bằng đất sét này sau đó họ nung bằng phân. Kêu một ly như vậy là khoảng 10 rupee, 3.000 đồng tiền Việt Nam. Không biết ở đây bán gì nữa. Những cái chuỗi để đeo tay. Sakura. Bột nha cô bác. Bột để làm bánh á. Cái bánh mà nướng lên á. Namaste. Đây là không biết là bán cái gì mà rùi bu kiến nhận. Cái này là cùng bột làm bánh luôn nè các bác anh chị. Mà rùi quá trời luôn rồi. Họ xem rùi á, bu á là chuyện bình thường. Chapa, yes. Đây, mọi người thấy không? Rùi bu đầy hết ra. Nhưng mà họ vẫn rất là vô tư mua để làm thực phẩm ăn uống. Dường như là bên này họ rất bình thường cái việc rùi bám vào thực phẩm. Ngày hôm qua mình ăn cái món gồm dưa leo nè, rồi hạt đậu mâm nè, trộn lên với muối. Thì hôm qua mình đã bị đau bụng vì sau đó mình phát hiện ra là bị vấn đề thực phẩm không tốt. Selfie. Ok. Người anh này anh muốn chụp hình chung với mình. Người Ấn thấy những cái người châu Á như mình nó rất là thích nha. Selfie. Photo. Ok, thank you. Thank you. Ok. Đấy, anh thấy mình người nước ngoài á, mà đến một vùng xa lạ như vậy, thiếu khách, cho nên là có vẻ muốn bắt tay. À, kia. Nhân từ đây cũng tiếp tục chia sẻ với mọi người về một cái điều thú vị ở bên Ấn Độ. Đó là bò. Ui, hai con bò đang nhảy đực. Thôi mình không dám ghi hình ra đâu. Bò đang nhảy đực kìa. Nó mọi người để ý nha. Hai con bò đang đứng giữa đường nhưng mà người ta không dám xua đuổi, né bò. Vì đối với người Ấn thì bò là một cái sự linh thiêng nào đó, đại diện cho người mẹ, đại diện cho sự linh thiêng. Vì vậy thì người ta sẽ tìm mọi cách để né. Mọi người có thể tông một người đi đường bình thường, dân làng không có sự phản ứng gay gắt. Nhưng mà nếu chẳng may ai đó tông chết phải một con bò thì cả làng có thể làm thịt tài xế luôn. Đó, tìm một cách để né. Các anh chị thấy không? Dù như thế nào thì người ta không dám xua đuổi bò. Đây là xe đò này nha các bác anh chị. Hai con bò, người ta vẫn phải cố gắng chạy chậm né. Lách con bò ra, lách ra. Tìm một cách để lách nè. Bò đứng giữa đường. Mình sẽ đến gần cho mọi người cùng xem nha. Mọi người thấy không? Hai con bò nhưng mà người ta vẫn né mọi cách. Đây, bò đang qua hướng bên mình. Đang đi lang thang giữa đường. Đâu có ai phản ứng gì đâu. Người ta phải chờ bò. Nước tiểu bò, phân bò được cho là những báu vật ở vùng đất này. Khi mà con bò thải ra phân, người ta sẽ giữ lại để làm rất là nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Làm tường nhà, làm đồ chất đốt, rồi thậm chí là làm thuốc để chữa bệnh. Đấy, bò nó rất là tự nhiên giữa đường, không sợ xe gì hết á. Người ta xem nó như là một thứ gì đó đi lại bình thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một quán ăn đường phố luôn luôn đông đúc khách như vậy. Thời tiết lúc này khoảng 40 độ á, nóng vô cùng luôn. Nhưng mà mọi người vẫn quen cái nhiệt độ như vậy. Đối với mình thì gần như không quen. Mồ hôi kê chảy ra nhảy nhảy luôn. Còn đây là chuồng xe ngựa. Không biết tại sao người ta lại thiết kế cái xe ngựa lạ lắm như vậy ha. Ở bên Ấn thì mọi người sẽ thấy phụ nữ hiếm khi ra đường. Phụ nữ ra đường với điều kiện có người chồng đi theo, đi lễ hội, đi công việc. Còn không thì phụ nữ phải ở nhà, không buôn bán, không kinh doanh, chăm lo cho gia đình mình thôi. Còn cái việc mà ra đường buôn bán kinh doanh là đàn ông. Và bên này thì người ta đi xe máy cũng không đội nón bảo hiểm. Vùng nông thôn là như vậy đó, cô bác anh chị. Xe đò ở đây là một cái thứ đó rất kinh dị, nóng bức, ồn ào, chật chội. Nếu như ai không có tiền sẽ leo lên cabin ở phía trên ngồi, giá sẽ rẻ hơn so với thực tế là 30%. Ví dụ như 100 ruby thì mọi người ngồi trên nóc chỉ còn 70 ruby thôi. Qua đường ở bên Ấn Độ không phải là một điều dễ dàng, nó vô cùng nguy hiểm. Người ta sẽ không nhường cho người đi bộ như những cái quốc gia khác. Và đây là một quán ăn mà bò đứng đái ỉa ở trước quán, nhưng mà người ta vẫn xem đó là điều bình thường, hết sức bình thường vì bò là linh vật. À, chú này hướng dẫn là dùng để ăn. Để ăn như vậy. Người Ấn họ chỉ mình là cách này là để ăn nè. Đây người ta đồng ý là người ta lắc cái đầu. Và rùi mu như vậy người ta xem vẫn là điều bình thường và vẫn ăn uống bình thường. Đây những người dân địa phương họ ăn vặt như vậy đó. Cái món mà từ đầu clip mà mình chia sẻ mọi người á, hy vọng rằng qua đoạn clip này cho mọi người thấy được một cái bức tranh toàn cảnh ở Ấn Độ, nông thôn, đường phố, ẩm thực, văn hóa và sự khác biệt ở Việt Nam như thế nào nha. Cảm ơn các bác anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này của Phong, và còn rất là nhiều video khác đầy thú vị nữa. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.